Chào mừng các bạn trở lại với kênh Thành Tây Bắc của mình nhé. Thì hôm nay mình lên trên bản Cu Vai chơi, thì mình tiện thể mình quay lại cho các bạn xem luôn. Cái bản Cu Vai này nếu các bạn muốn lên thì các bạn cứ lên trên cầu Trạm Tấu, sau đó là hỏi người dân ở đó là lên bản H là đi đường nào. Lên đến bản H thì các bạn là tìm đến cái trạm y tế nhé. Trạm y tế của xã bản H thì mình đứng đây thì cái chỗ màu đỏ cái kìa, thì là bạn thấy có một cái quán sửa xe máy ở đó. Và các bạn đi lên trên này thôi, có một cái đường lên trên này. Đoạn này view rất là đẹp các bạn ạ. Đây là cái khu vực bản hát đây. Có dòng suối chảy quanh bản và một số cái thửa ruộng bậc thang nữa. Bây giờ các bạn cùng lên đường với mình nhá. Đây bây giờ mình lên đến bản Cu Vai các bạn nhá. Đấy trên này là bây giờ bà con là vừa thu hoạch ngô xong thì là ở đây là tất cả nhà nào cũng sân nhà nào cũng phơi ngô mà phơi hết ra cả đường luôn. Nếu mà nhìn xa thì rất là đẹp các bạn ạ. Cái này là nhà nước san đất và cấp cho người dân mà bị sạt lở các bạn ạ. Sạt lở vùng quanh đây thì là tạo thành một cái bản ở đây. Ở đây thì tổng số nhà thì mình hỏi thì khoảng tầm 55 nhà các bạn ạ. Đây các bạn nhìn ngô này, ngô họ phơi này, dài cả một cái đoạn đường luôn. Ở đây mình thấy có một cái nhà này, nhà mái gỗ trông rất là đẹp nhưng mà lại không có người ở nhà nên không vào được. Và nhà này có một cái cây táo mèo các bạn này. Cây táo mèo hay là còn gọi là cây sơn tra ấy. Đây mình vẫn nhìn thấy có 2-3 quả ở trên cây đây này các bạn này. Đấy các bạn vào đây chú cho kẹo này. Thế nãy chưa tập trung được. Nào về đây. Chia nhau ra nhá. Chia nhau ra. Mỗi bạn một cái chia ra. Anh em mình thì ăn mì tôm đây nhá. Bảo họ gỗ mì tôm hai anh em mình ăn nhá. Em đang bảo định xuống huyện đây. Thôi ở đây luôn, xuống làm gì bình tĩnh. Ở đây mà khai thác một số thông tin nó còn hay nhiều hơn. Nhiều cái hay hơn. À, là bạn nào có rồi thôi, bạn này có rồi thôi. Cô nghe đi ăn thấy dở nào ha. Mà ăn nào ấy. Mua mì hào hỏi đi mà đấy. Nào chia nhau ra, chia nhau ra. Có bạn có chưa? À, rúa pê po hào hỏi nhá. Mà pê po hào hỏi. Còn bạn nào chưa có không? Cái cô này là cô đang bóc măng này. Măng này măng ngọt lấy ở rừng về đấy. Cô ấy không biết tiếng phổ thông mấy các bạn ạ. Nên là mình hỏi cái gì cô cũng phải chipo thôi. Thế nhà bà cụ này có con trâu là vừa mới đẻ xong đấy các bạn này. Cái này vừa đẻ xong hả cu? Mấy giờ? Được mấy tiếng rồi? Tối hôm qua. Đây, vừa đẻ tối hôm qua các bạn ạ. Cái con trâu đẻ từ đêm qua đấy các bạn này.
Chú non nhìn đẹp thật. Đấy, chú ngé. Đấy, mình thấy là có một số cây đào đã nở hoa rồi các bạn nhé. Đây là cái cây này lấy ở rừng về các bạn ạ. Thì là người ta quấn vào thành bó như này. Rồi sau đó là đây, như bà đang dùng chân để tạo cái vòng quay kia và xe thành cái sợi chỉ các bạn kìa. Cái này làm hoàn toàn thủ công hết các bạn ạ. Đây các bạn này, đây là bà đang xe 4 cuộn chỉ luôn. Cái này là để sau này người ta dệt thành vải và làm váy các bạn nhé. Để thành một cái váy thì váy mông và váy truyền thống thì rất là khó. Khó khăn các bạn. Cái này là giấy xong là cho thành quấn trong chiều nay lại mang đi đun nấu nữa. Đấy các bạn này, nhìn rất là đơn giản nhưng mà họ cũng nghĩ ra để làm được kiểu này thì cũng là giỏi các bạn ạ. Đây. Sau khi bà xe thành những cái sợi, những cái quấn chỉ như thế này các bạn ạ, thì là mình sang bên này thì quay cho các bạn xem là để cái công đoạn mà chị này, chị phải nối những cái đoạn dây này vào này. Đấy, lại buộc cuốn khác vào xong để nối. Như bình thường cái chỗ mấy cái quấn này là làm được mấy cái váy chị? Ít à? Vâng. Đấy, nhìn các bạn xem nhé. Vâng. Là một cái váy mông là hoàn toàn thủ công các bạn ạ. Đi làm gì đấy anh? Làm công tác gì? Em ở nhà thôi chị ơi. Đấy. Em làm việc gì em đi quá. Với là con là ở dưới nặng nghe. Vâng. Ở đây cô về nặng. Mất lửa luôn chá. Thấy con này. Chị không được à? Chị không ăn à? Không lẽ. Chết rồi. Đây mình cũng quay qua cái cảnh nhà người Mông ở trên này cho các bạn xem luôn nhá. Một số cảnh của nhà cô này thì đa số là giống nhau đó các bạn. Mình ra đằng sau cho các bạn xem này. Nhà cô này thì mình thấy có hai cái buồng. Và kia là một cái bếp lò. Bếp lò thì chỉ mùa đông cô ấy mới dùng thôi các bạn ạ. Giờ mình ra đằng sau các bạn xem nhá. Đây ra đằng sau các bạn xem một số vật dụng của người Mông đằng sau này. Đây. Mình thấy rất là rộng các bạn ạ. Đây có một con chim, không biết chim gì đây. Con chim này trông thế thôi, con chim non các bạn ạ. Cái đây là chuồng lợn nha cô đấy. Đây lợn đây, lợn nhốt đây. Đây mình quay cho bạn xem này, nhiều lắm. Đấy. Rất là nhiều lợn đen, lợn sạch luôn. Những cái máng lợn ở đây người ta cũng toàn là lấy cái thân cây gỗ đục đi xong là để làm máng lợn thôi các bạn. Toàn thân cây độc mộc luôn.
Đây là mình thấy có một cái sừng trâu các bạn ạ. Thì họ treo ở trước cửa nhà này. Đây cái đầu trâu này. Ở đây mình thấy là toàn gà ngon các bạn ạ. Toàn gà mông xịn luôn. Các bạn mà muốn lên đây trên này du lịch thì để ý là nếu mà trời mà mưa, mấy hôm trước mà mưa thì không nên đi nhá. Bởi vì lên trên bản này rất là khó đi. Các bạn nên đi xe số và đi xe ga thì phải trời thật nắng thì mới đi được. Giờ mình cũng có việc phải xuống huyện nên là mình xin phép dừng video tại đây nhá. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video.